Sau nhiều ồn ào trên mạng xã hội trong thời gian dài, hiện tại nam em đã chuyển lên Đà Lạt để sống ổn định tinh thần. Thế nhưng, qua một livestream gần đây, cô nàng khiến nhiều người lo lắng về tình hình kinh tế của mình. Nam em có nhiều hành động bất ổn trong thời gian qua khiến cộng đồng mạng quan tâm. Kể từ đầu năm 2024, nam em thường xuyên livestream giao lưu với khán giả. Tuy nhiên, trong livestream, nam em lại có nhiều lời nói và hành động không giống bình thường. Đặc biệt, cô từng ẩn ý một số lùm xùm trong showbiz khiến nhiều nghệ sĩ bị réo tên. Mới đây, nam em và chồng sắp cưới đã hoàn tất khâu dọn nhà chuyển lên Đà Lạt sống. Cô nàng cho biết lý do mong muốn rời thành phố Hồ Chí Minh vì muốn chữa lành tâm hồn sau những biến cố vừa xảy ra gần đây. Trong một livestream gần đây, nam em bất ngờ chia sẻ một điều khiến nhiều người lo lắng cho tình hình kinh tế hiện tại của người đẹp. Hôm nay, tôi thèm ăn bún riêu nhưng không ăn được, tại tôi xài hết tiền mặt rồi. Muốn đặt đồ ăn thì phải sử dụng ngân hàng mới có tiền trả cho bên giao hàng, nhưng xui là tôi quên mật khẩu, không đặt được bún riêu. Tự nhiên tôi thấy chạnh lòng, thế là ổng, bạn trai nam em mới nói, thôi để anh vô bếp nấu cơm, nấu xong thì ông kêu mình ra ăn, tôi thấy ngon, kiểu cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, điều này cho tôi nhiều cảm xúc khó quên lắm. Giờ mọi người kêu tôi bỏ ổng, thực sự không thể bỏ được. Bên dưới video, nhiều người bình luận thắc mắc về vấn đề tài chính hiện tại của nam em liệu có đang ổn định sau những thị phi vừa qua. Ngoài ra, một số khán giả cũng nhận thấy nam em ngày càng hốc hác thấy rõ. Trong bộ ảnh theo concept nàng thơ gần đây được nam em đăng tải trên trang cá nhân, mỹ nhân sinh năm 1996 diện váy voan bồng bềnh để lộ vóc dáng mảnh mai. Thế nhưng, ở nhiều góc máy, nam em để lộ gương mặt có phần hốc hác với phần gò má nhô lên cao. Có lẽ vì xuống cân khá nhiều nên cô nàng bị phá nét, thần thái cũng trở nên kém tươi tắn và thiếu sức sống hơn. Một số khán giả tỏ ra tiếc nuối khi hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long ngày càng xuống sắc. Cũng đẹp nhưng không được tươi tắn lắm. Bây giờ mặt hóp lại trông khác quá. Em sắp không nhận ra nam em nữa rồi, thực sự nhớ nam em của quá khứ. Trong quá khứ, nam em từng nhiều lần gây sốt vì ngoại hình xinh đẹp không tì vết. Cô bắt đầu được nhiều người chú ý thông qua việc tham gia các game show và hoạt động với tư cách ca sĩ. Mỹ nhân Tiền Giang sở hữu vóc dáng chuẩn mẫu, gương mặt dịu dàng, rạng rỡ. Mỗi lần tham gia một cuộc thi sắc đẹp nào đó, cô nàng đều được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Thế nhưng, sau nhiều lần vướng ồn ào tình cảm, nam em dường như đã trở thành một con người khác. Cô nàng liên tục để lộ tâm lý bất ổn, có nhiều phát ngôn sốc gây tranh cãi. Chính vì thế mà mỹ nhân Tiền Giang càng đối diện với loạt chỉ trích dữ dội của công chúng. Có lẽ nhiều áp lực dồn lại khiến cho nam em mất đi sự trong sáng và rạng rỡ của mình. Người hâm mộ hy vọng nàng hoa khôi sẽ vực dậy tinh thần, chuyên tâm vào hoạt động nghệ thuật thay vì gây thị phi khắp nơi. Nam em, sinh năm 1996, cao 1m71, quê Tiền Giang. Trước khi trở thành người đẹp có tên tuổi trong làng giải trí, người đẹp đã tham gia các sân chơi như Hoa hậu Việt Nam 2014, Top 40, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, Đăng Quang, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Top 10, đại diện quê nhà dự thi Hoa hậu Trái đất 2016, Top 8, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Top 10.